Đây em về nha. Đây em phục mà, phục cái việc. Để tất cả mọi người nha. Ngọt mồm à? Ngậy nhở? Ngon. Giòn lắm. Tiết canh thì giòn à? Nhưng mà phải có như thế này. Mới ôm dậy, ăn cái này chắc khỏe không? Mời tất cả người, em mời anh nhá. Là nếu như bọn này là một người khỏe, hai người vui. Nhớ. Nhưng mà có thì cần gì khỏe mà đấy. Chưa vợ anh xài đâu, chưa vợ thì xài đâu, được rồi. Lần đầu tiên ăn chim lợn đúng không nhỉ? Giòn phết đấy, bướm lợn ăn nhiều rồi, bướm lợn anh em ăn dùng nhiều rồi. Chứng tỏ cái này ngon. Cái này hiếm đấy anh nhỉ? Hiếm đấy. Hiếm, siêu tầm hơi lâu cái này. Mời tất cả anh em ăn cơm món đặc sản núi rừng nhá. Chia em nó. Mời anh em lên. Lên. Điểm mà. Em lo quá ngây. Em lo cơ mà. Còn lo. Còn lo em ạ. Anh đây. Anh đây. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình rất là vui mọi người ạ. Được đi theo anh Quyền du lịch trải nghiệm, anh Quyền đưa đi hồ chứa nước Ngòi Danh. Đây chỉ là bước dạo đầu thôi nha anh em nhá. Đi thăm cảnh. Lịch hôm nay kín luôn, ở đây một lúc xong lại một lúc. Lại đi đúng không? Full topping. Thế là hôm nay bọn mình được anh Quyền ở huyện Yên Lập mọi người ạ, dẫn đi một chơi một nơi rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy đây này. Đấy, đóng cái hồ rất là đẹp này. Hồ này họ mới làm anh ạ, hay làm lâu nhỉ? Anh Quyền nhỉ? Làm mấy năm rồi. Nhưng mà ở dưới này có thả cá không anh? Có gì ạ? Xuống câu rồi kìa. À dạ, anh Quyền đã xuống để triển khai cá rồi kìa. Đấy, thì bọn mình sẽ đi tí nữa, một nữa sẽ xuống những con thuyền này mọi người này, sẽ đi tham quan cái hồ ở đây mọi người ạ. Đấy. Ở đây có vẻ là cuối xóm nhỉ? Cuối xóm đúng không? Chuyến này chắc có cá to ấy. Đi, tí nữa thì anh Quyền sẽ dẫn anh em bọn mình xuống cái hồ này mọi người ạ. Đi thuyền rồi là trải nghiệm các thứ ở đây. Sau đấy sẽ lại về một cái điểm nào đấy để thưởng thức ẩm thực mọi người ạ. Hôm nay chủ yếu là anh em đi gọi là đi chơi thôi. Đi chơi cùng các anh em. Đây có con thuyền xà lan to này. Này, rất là đẹp mọi người nhá. Thì thoảng anh em bọn mình sẽ thay đổi không khí đi một tí mọi người nhá. Ú đẹp thế nhỉ. Mình đảo nhân tạo kia anh ấy. Cái đảo kia thích nhỉ. Tự dưng nó có một cái ngọn núi nó nhô lên ở giữa cái hồ. Cực kỳ là đẹp mọi người nhá. Út với các anh em là tranh thủ nghịch trò trẻ trâu một tí. Này, mình thấy cái hồ này nước rất là trong nhá mọi người nhá. Này. Này. Ồ, trong lắm. Ở trong thì thường là không có cá. Nước trong nhờ, anh nhờ. Mà cái gió đó cứ nhẹ nhàng mọi người ạ. Nhẹ nhàng thổi nó cứ đều đều ấy. Mặt lắm anh em ơi. Quan sát cái đập này nó cũng ngang ngang tầm cái thủy điện nhỏ nhỏ đấy. Đúng không nhá? Nhá, tầm tầm cái thủy điện nhỏ nhỏ nhá. To chứ. Cái này mà gắn cái tô bin thân nước là ra điện đấy. Ra điện rồi. Nghe lạnh lạnh nhỉ? Ừ. Chính xác chót nào. Ôn nghe lại nhỉ? Bây giờ là mình lên thuyền à anh Quyền? Chân mây ửng hồng đúng không? Đặc thời chắc là con cá lớn lắm rồi nhỉ? Anh em mình lên tàu thôi. Máy này đè chứ đúng không thì đi phải quay như thế đâu. Hôm nay lái thiệt như lái ô tô ạ. Thế thì mình cũng lái được đấy. Lái tốt, kém còn lái được nữa. Chị là chủ thuyền này chị? Tí chị có lên không?
Ờ, mình phải lên cái quan này. Bằng này, đây là một phần của nó này. Ui, đây để mình ngồi lại. Cái này là lên thi đấy hàng nhá. Anh em mặc áo phao nhá. Nhà mình là có mỗi mình nhà chị chạy rồi đúng không? À, chị phải dùng cái xào mọi người ạ. Đẩy ra. Chưa được đổ đẩy ra cái chỗ sâu xong rồi mình mới nó vẫn có số lùi nhưng em chẳng muốn lùi. À. Rồi. Chắc là mình chỉ đi một tí thôi nhỉ? Một tí cũng phải hơn một tiếng. Ờ thì cái này thì không sao, không sao. Đây chuẩn bị ra rồi mọi người ạ. Bên đây đang có trồng hoa đấy chị. À, xuất phát mọi người nhá. Đây nó mới là mũi thuyền cơ mà. Đằng này mới là mũi thuyền. Lái mọi người ạ. Đấy. Bác Thơm có say sóng không đấy? À. Một quãng đường di chuyển lênh đênh trên hồ mọi người ạ. Anh em bọn mình đã đến một cái nó cũng chưa hẳn là ngọn đồi ngọn hồ đâu bạn ạ. Vì hồ nó còn rất là rộng. Đấy. Gà này ăn với chất lượng đấy mọi người này. Gà này mà làm gà ủ muối thì ngon đấy nhờ. Yên Lập nó cũng gần ở trước mình thôi các bạn ạ, nhưng mà ở bên này cây chủ yếu là trồng cây quế. Đây có những rừng quế này các bạn này. Đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Có những cây quế cổ thụ kìa. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Có những cây quế cổ thụ đằng sau luôn nhá. Đây anh em nhìn thấy không? Úi, rừng quế này uy tín chưa? Cái trại đây này. Rất là chất lượng rồi. Gà ở đây chỉ có lên đồi với lại xuống uống nước thôi. Những quả đồi kia là trồng quế hết nha mọi người nhá. Đây. Tất cả là trồng quế hết này. Đấy. Chỗ mình là trồng keo với bồ đề. Nhưng ở đây là mọi người sẽ trồng quế. Có cái con đường liên thôn liên xóm này mọi người này. Anh em mình cũng chỉ có thể chia sẻ với các bạn như thế thôi, tại vì là ở trên này là cái hồ nó mới đang trong cái giai đoạn gọi là phát triển mọi người ạ. Chứ nó chưa có một cái dịch vụ nào ví dụ như ăn ở tại hồ này hoặc là đánh bắt cá này hoặc là một cái dịch vụ nào khác các bạn ạ. Chủ yếu là mọi người chỉ đi đây chỉ lênh đênh trên hồ này để kiểu ngắm cảnh thôi. Anh chị đâu mà lại ăn cơm muộn mất. Hơn tiếng lênh đênh hồ rồi, bây giờ anh em đã quay lại bờ hồ rồi mọi người ạ. Alo. Chuẩn bị đi chiến thôi. Thuyền trưởng Húc đã đưa thuyền trưởng anh. Cầm luôn thôi em bắt. Thuyền trưởng. Pình. Ok. Kình đang đi qua xin trên thuyền. Kiểu gì mà kình chắc. Kình chắc rồi. À không kình. À không có kinh. Cái cây bương để sẵn rồi. Không phải, không phải. À. À, có cái lốp. Cầm luôn bắt thơm ơi, cảm ơn chị nhá. Đang lái tàu mà. Có cái lốp, có cái lốp. Đúng rồi. Tàu ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok.
Cảm giác thế nào anh em bác Thơm? Anh Quyền. Say rồi. Say đấy. Có say không? Có vẻ say các người. Sướng các người. Say nhưng mà kiểu say say phê kiểu này. Say sướng đúng không? Say sướng. Đấy. Giờ là chuẩn bị đi ẩm thực anh em ạ. Anh Quyền sẽ đưa anh em đi làm tí nồng độ. Đấy nha mọi người nha. Sau khi mà đi chơi hồ về là anh em bọn mình được anh Quyền dẫn vào quán bia 86 mọi người ạ. Bia 86 anh em bây giờ vào để làm tí ẩm thực ở đây. Một cái quán rất là lớn. Đúng không? À, đâu? Ôi sao lại test luôn à Út? À đây Út là thịt sóc anh em đúng không? À, thịt sóc các bạn ạ, nhưng mà nấu theo cái kiểu là củ chuối với lại nón chuối đậu đó. Đây là hai nồi thịt sóc này anh Quyền. Hai nồi sóc. À. Rồi. Có cái gì nhảy tường sóc kia không? Đây. Hôm nay đúng là có cái hai món đặc biệt nhờ. Bảo giới thiệu anh là sinh ra từ Vịnh Đích đấy chứ. Sinh ra Vịnh Đích thầy giáo kia không? À. Xin hả? Ở trong kia giấu anh em ở Vĩnh Phúc nhỉ? Còn em từ Vĩnh Phúc ra món gì đây em? Cứ ăn cái này xong rồi là bọc đáy luôn. Cả em rất là xấu hổ. Người ta chơi bình yêu rồi. Em rất là em nhé. Rất là chắc là chơi bình yêu không? À, thế thì anh chủ quán phải cho anh em quay nhiều rồi. Gọi là đào tạo ấy, tập huấn. Thử xem nào. Chắc là không giòn đâu. Đây em thấy cái gì này. Cái này mà làm việc thì không biết nó đến tận đâu ấy nhở. Tới chủ phủ thế. Nó dài thế này. Cái này chắc là phải phần lỗ rất là to thì cái này nha bạn. Tới bến. Mua cái này chắc là có cái dài. Chắc là con to con nhỏ ấy. Nhỏ nhỏ thôi. Rồi món này chắc là được ấy. Thử luôn đi anh. Thử luôn đi đúng luôn. Thử luôn à? Thử luôn. Thử luôn thế nào giống em thử phép anh nhá. Ừ. Sao lại cắm luôn cầm cả ấy chứ. Cầm cái không cả. Anh ơi. Trên núi thì cầm bằng tay nhưng mà số đây thì anh ơi vậy em ơi xéo bao à? Ừ, chắc là không giòn được. Vị tí lắm đúng không? Chắc là không giòn đúng rồi. Đây con này đấy. Không cái này ở nhà toàn cầm karaoke thì cứ không chưa chuyên nghiệp. À, kiểu rất là vui thì cũng chúc cả nhất. Qua đây thì lại biết thêm em mời tất cả mọi người nhá. Sống thường vùng cao từ Bắc và từ này. Và em đi nhỉ? Em thay nhà thay thay mà. Nhịp sống thường này nhá. Nhịp sống thường này. Và anh em mình thì trước lạ sau quen. Thì hôm nay ở đây tất cả những người bạn anh mời đây đều là những người bạn thân thiết. Vâng. Rất thân đấy. Nên là anh em mình cứ giao lưu thoải mái. Vâng. Trên tinh thần là uống đúng là không uống được nữa thôi. Siêu đi. Không biết đâu không uống nữa nhé. Ồ vâng em cảm ơn các bạn. Em chúc khỏe nhá. Chúng ta giới thiệu sau nhá. Chúng ta giới thiệu sau. Em mời nhá. Chúc khỏe nhá. Chúc mừng anh em nhá. Chúc mừng các em ngày càng phát triển. Chúc mừng các em nhá. Rồi mời tất cả nhờ. Bắt đầu nhờ. Tất cả em nhá. Tất cả mọi người nhá. Rồi. Ok. Hai, ba, lô. Em ơi. Quá rồi. Cái này là em phải mấy chục con lợn thì có được như này. Đúng rồi. Con này to nhỏ. Con này to nhỏ. Con này bóc khối đến tận đâu rồi.
Cái này là ăn trực tiếp không phải nhỉ anh nhỉ? Cái này mình ăn trực tiếp luôn. Còn mình muốn lợn nướng giòn lắm. Nướng giòn luôn. Ăn giòn ăn luôn. À. Đấy. Ăn được cả xương luôn đấy anh nhỉ? Đấy, có xương thì... Đây, xương này là cao. Anh xin đấy, em xin nhá. Cho anh nghe mùi trắng lắm. Bà có hạt xẻ quý nhá. Anh bà nhá. Lấy xã xã cho anh ít rồi đây. Giòn chứ, giòn nhỉ? Cổ rộp luôn đúng không? Giòn như kiểu là ăn tóc mỡ kìa. Giòn này, tóc mỡ kìa mà nó ngon. Được, thế tí nữa anh lại có tóc mỡ nữa. À, quá đi. Tóc mỡ giòn tan luôn. Lạnh đây là món sọc con với chuối với ấu chuối rừng. Lúc sang anh là tôi gọi à? Tôi sang gọi... Anh thử ngoài ngoài lên xem nào. Đang đeo phun. Ngoài đeo xa đứng trong sọc con. Em ơi, nhá đi làm tí. Em xin luôn đấy. Thế không phun. Nhưng mà anh em là tình nguyên toàn trang em. Tôi cứ chẳng lên nhà ấy. Tôi chẳng lên. À, vâng, vâng, vâng. Rồi, thì em thử củ chuối này xem sao. Còn tiếp luôn. Rồi, mời người nhá, mời người nhá. Ngọt bùi bùi. Hôi không? Nó kiểu hơi hơi giống như kiểu ăn... khoai sọ ấy nhỉ? À, đây 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 nhỉ? Khác là chuối bọn em ấy. Nhiều bao nhiêu bao? Không, em ăn yếu, đủ, mới ôm dậy. Ăn cái này chắc khỏe không? Mời tất cả người, em mời anh nhá. Đây là một người khỏe, hai người vui. Nhớ. Nhưng mà có thì cần gì khỏe mà đấy. Chưa vợ anh ạ. Chưa vợ thì xài đâu, được rồi. Lần đầu tiên là ăn chim lợn đúng không nhỉ? Giòn phết đấy. Bướm lợn này ăn nhiều rồi, bướm lợn anh em ăn dùng nhiều. Chứng tỏ cái này ngon. Cái này hiếm đấy anh nhỉ? Hiếm mà. Hiếm đấy. Hiếm. Sưu tầm hơi lâu thế này. Cơ bản là mình phải đặt thì họ mới đặt để cho ra. Rồi mọi người. Họ cứ xẻ xẻ. Ngon không quên? Ngon. Ok không? Làm luôn thử một miếng này đi quên. Thế luôn miếng đi cho nó. Làm miếng thôi. Hỗ trợ ưu tí cho nó. Bán lợn giỏi lắm anh em ạ. Bán lợn giỏi. Món này à? Anh ăn đoạn mũi này đây này. Thằng mũi anh ấy. Cái này phải có bí kíp đấy nhỉ anh. Anh Lâm. Anh Lâm đúng không anh nhỉ? Anh Lâm này, anh Lâm. Ai mà muốn thưởng thức cái món má lợn này đến cửa hàng nhà anh Lâm 86 ở thị trấn Yên Lập. Đúng rồi. Làm quá ngon luôn, giòn. Tuyệt vời lắm. Thôi em ăn em đi em lợn này. Em ở gần đây thì có cơ hội gặp anh nhiều hơn. Ok. Đây, làm nốt đỏ này đi. Cái chim lợn này. Giòn dai sùng sức. Ăn bảo muốn ăn nữa nha. Giờ làm mấy chục năm rồi mà. Cái này ngon lắm nhá. Cái này ngon. Chưa được ăn cái chim lợn ngon ngon. Chọn cái nó hơi nhỏ nhỏ này cho nó hơi dễ. Cho dễ nuốt mọi người ạ. Xin mời mọi người nhá. Uống một chén thì ngày mai nó hết. Nhớ cảm ơn anh chị. Em mời các anh nhá. Em mời anh Quyền nhá. Ok em. Ăn chim lợn. Thanh. Dạ. Cái này giòn không? Vâng vâng vâng. Em cứ tưởng nó dạ. Anh bồi cho em nhiều thế. Quá ngon anh em ạ. Nó rất là giòn. Vâng. Giòn. Em xin phép bạn nhá. Em chúc anh không. Bọn em lại đi ra Thanh Sơn là gần. Em cũng chân thành với anh là hôm nào bớt chút thời gian sang bọn em giao lưu một chuyến. Chắc chắn. Vâng, ok anh nhá. Vâng, mời anh nhá. Mời tất cả mọi người nhá. À, anh đi đằng sóng xài thì đi qua Ngọc Lập lên sau cái đèo đấy. Đúng sóng ngon mà. Xài, đi ra chỗ chợ Vi. Mời anh em nhá. Đi ra gần đâu à. Thế đây là lên huyện. Cảm ơn anh nhá. Lần đầu tiên được thưởng thức cái khẩu thần công các bạn ạ. Bờ lợn đúng không? Đấy. Mình thích ăn mù tạp. À, mình sẽ cho mù tạp vào để mình ghém với lại từng này đấy nhở. Rồi này là cũng khét rồi đấy. Nó theo kiểu mít gọi là sống đàm ấy. Mít như này. Xin mời tất cả bạn nào ăn được chim lợn nhá. Đây. Nhưng mà nhiều khi anh em bảo là ăn nó khai nhưng mà không thấy khai tí nào em nhỉ? Không khai. Ừ. Như em quen mù tạp không lấy nó lên này nhỉ? Cho cùng nữa đi. Đấy, thêm cùng nữa đi. Không lên được. Được chưa? Rồi ok lên. Đây nha các bạn nhá. Mù tạp. Lên rồi đi. Rồi. Mỗi tôi là nghĩ hôm nay không được cho rượu và hát rồi. Được anh em ạ. Đây. Ngon đấy. Anh em ơi. Kia thì vẫn đang rất là bận rộn mọi người ạ. Nhưng mà ở trong này thì
đầu bếp trưởng lại đang chế thêm một món rất là ngon, đó là món cầy cầy bằng má nhỉ? Đúng rồi. Cầy bằng má nhá. Lọc rất là chuẩn, lọc theo kiểu nhà hàng nhá mọi người nhá. Còn anh em mình ăn ở trên rừng kiểu ăn cả xương ấy. Đang lọc. Tí nữa mới ra để review cho mọi người được. Con này tí nữa làm kiểu gì bác nhỉ? Hấp ạ, ok nhá. Mọi người chờ đợi thêm một tí nữa vậy. Chờ anh em mình lại cắt cơn cái món đặc sản của Dương đấy đây. Anh mời chúng tôi. Ok anh. Chiên em đó. Chiên em đó. Anh chết chưa? Gì? Đâu? Cảm ơn anh nhé. Thôi thì rất là vui. Ngày nay ra lại giòn sần sần. Mời mọi người nhá. Hôm nay được xuống giao lưu và cắt cơn bánh lông mọi người ạ. Anh cho mời món đặc sản núi rừng thì trấn Yên Lập nha, ở quê hương địa phương. Mời nhà hàng mời tất cả anh em ăn cơm nhá. Ăn qua nhà. Mời tất cả anh em ăn cơm món đặc sản núi rừng nhá. Chiên em nó. Mời nha. Lên. Lên. Hay là muốn hiểu ấy, anh em mình chỉ bật mí thôi. Anh em muốn ăn ấy thì phải Yên Lập với quán gì anh nhỉ? Nhá, 86, nhà hàng 86 vẫn biết nhá. Thị trấn Yên Lập. Thị trấn Yên Lập. Nhà hàng quán xong nhưng mà địa chỉ bao nhiêu anh nhỉ? Thị trấn Yên Lập. Thị trấn Yên Lập. Thị trấn Yên Lập. Ok anh. Cứ đến Yên Lập cứ 86 các bạn ạ. 86 là chưa hỏi đến được. Anh em ơi, có nhất thiết là phải anh em say hết rồi mới mang ra không nhỉ? Nhưng mà Hoàng đại, làm miếng nữa, làm miếng nữa. Từ A đến Hoàng Minh. Lần thứ hai trong đời được ăn cầy hôi đúng không? Bây giờ anh em mình quan lên ra hỏi Hoàng đại Hoàng Minh luôn. Chúng mình muốn làm miếng cầy hôi nào? Rồi tuyệt vời, ok. Wow, tuyệt vời. Đã thử uống chén. Cho thế nào? Đây này, đây là thứ nào? Đây là rồi. Đây rồi. Dùng quá. Mày ra lên. Sau khi mà ăn uống ở nhà hàng mọi người ạ. Chào cô chú ạ. Ok, bây giờ mình chương trình tí nhà bác hơn nhỉ. Mình thả a bắt cá tí nhỉ. Luôn ở đây uống bia luôn đấy. Anh em mình bia của em. Cố gắng làm sao để ôm nhau. Anh em phải gặp thêm một lon. Đúng rồi. Một giây anh em mình gặp nhau nó. Bây giờ là anh em sẽ tập trung chiến thêm một tí nữa mọi người ạ. Đấy, rất là vui. Em anh to quá đi xuống giao lưu với tất cả anh em. Được anh sẽ đón trực tiếp cả nhà ở đây thì đến. Mời tất cả anh em nhá. Mời anh em nhá. Cắt cơ đi đâu. Cắt cơ đi đâu. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá. Rồi. Hôm nay thì buổi sáng sớm mọi người ạ. Anh em bọn mình được anh Quyền dẫn đến quán thịt dê nhà hàng Hoa Hảo anh. Hoa Hảo. Ở đây anh là chủ nhà hàng đúng không? Vâng. Xin chào anh em nhá, mọi người nhá. Mọi người thì đang uống nước ở trong kia rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào để xem thịt dê một tí. Cơn em dê. Đi nhà. Cái gì nhỉ, gọi là các món menu của nhà hàng. Dê lại bắt từ Sơn La anh em ạ. Hôm nay lại đãi người Sơn La luôn à? À đây đây. Ồ. Nhìn hấp dẫn chưa? Ồ thế hôm nay mình chiến hết chỗ này xong mình về thôi nhỉ? Em nó quá ngợi đấy. Dê Sơn La này. Thì nó đỏ hao luôn. Đỏ hao luôn. Ok. Đấy thịt chó hôm nay chiều nay có 8 mâm là thịt chó. Món này nhá. Được, ok. Có thể là hết con này cũng được. Ok anh, đây con viên này. Nếu còn mấy đầu bếp nhà bếp đang chế biến. Nhà có hai anh em làm thôi. Ok. Thế bây giờ anh em mình vào trong ngồi vào uống nước tí xong rồi nghỉ ngơi để ngồi anh nhỉ. Được. Ôi. Chưa chín sao anh ạ?
Em đây quán đây 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 hẳn một nồi nồi lẩu luôn mọi người ạ. Thắng cố pịa dê chứ. Em tưởng là trên 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 đấy mới làm pịa mà ở dưới. Ở vẫn có món pịa dê nhỉ anh nhỉ. Mời tất cả anh em nhá, đây này. Hôm nay xuống giao lưu và cắt cơn các anh ở dưới đây thì có món pịa dê. Tưởng là trên anh em mình mới có anh em ạ. Hóa ra ở dưới này cũng vẫn có món này. Mời tất cả anh em nhá, chia em nó. Xin chào. Ngon không? Ngon chưa? Ok không? Được không? Có đáng không? Nè, út nào. Wow. Em có quá ngợi. Quá ngợi nhỉ? Được. Ôi dồi út, rau cỏ nhiều nhỉ? Nào, anh em đứng ly đây. Em cảm ơn anh, chúc sức khỏe anh nhá. Hôm qua chúc rồi, nay lại chúc tiếp anh ạ. Có không? Còn thiếu ạ? Từ từ đã. Út, út, út. Ở đây chén đi mà, cái chén hả? Đấy. Chén em tỏi vào. À, ok anh, em xin. Món này anh thuyền chơi được không? Tỏi xấu. Anh chơi được hết. Tất cả mọi người nhá. Rồi, ở đây đó. Em mời anh không? Mời anh thuyền nhá. Mời các anh nhá. Ok. Thôi em nhá. Vâng ạ. Em xuống nó, thời gian nó cũng vội vàng, không không được lâu nên là anh đây mọi người này cực kỳ ngon mọi người ạ. Anh yêu anh à, miếng dạ 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 sách đúng không, chấm tương này. Xin mời mọi người nhá. Vẫn là rượu ngô đúng không, ăn bằng sướng thật. Có thêm một bát pịa gọi là pịa đặc. Pịa này pịa đặc anh em ạ, đặc sánh luôn. Cho anh em nào mà thích ăn kiểu như là đặc đặc hơn một chút, còn ở trong này thì những kiểu là nước nước lẩu thôi. Ngọc bác chơi đỏ thế nào? Ở đây không, không có tỏi chua này nhỉ. Đấy. Lên men nhỉ. Đấm. Rồi. Đấm. Mời anh em lên pịa đặc nhá. Chiên em nó. Đang nắng đúng không? Phương phức. Quá ngợi. Mình cũng chiến. Ok. Khả năng cái này ăn được rồi em nhỉ? Ăn được rồi em. Đây đưa bác đi ăn. Không, em sẽ ăn cái này. Làm một bát đi. Từ từ đã, rồi rồi. Bong à, bong à. Quá sướng đây. Nó phải như thế anh em ạ, đây này. Pịa đặc. Mời anh em nhá. Mời những anh em nào ăn được món pịa nhá. Lên. Pịa đặc nha. Phương phức đúng không? Em bong quá rồi. Đấy là mới là khả năng thôi. Chắc chắn rồi nhỉ. Khả năng không phải khả năng nữa mà. Không, nếu mà không về hôm nay thì thơm sợ cái sáu vợ nó không có đi nữa. Mất vợ luôn này. Không biết là bây giờ. Rất là ngon nha mọi người nha. Hàng xóm như ông anh ấy nhiều lắm. Đi. Tiếp cành nha. Đúng rồi luôn em. Đấy, tiếp cành dê mọi người nhá. Ơ, à, phải dê ông nhà anh Quyền nhỉ? Ơ, chính xác. À, dê dê. Con này là tiếp của con vui đấy. Ngon thế. Anh em lại được bổ sung thêm. À đây, cà dê đây hả anh? À. Cà với nầm dê nha mọi người nhá. Cơ bản là các em bảo là hôm nay về với vợ với con nên là anh sẽ bổ sung cái này. Ăn cái này cho nó, ăn cái nào cho nó bổ cái đấy đúng không? Cái đấy. Ok anh. Vợ mai sẽ đi nó đi. Ăn gì bổ đấy đúng không? Cái đuôi anh sao? Nằm nằm, cái vú của nó này, vú của nó đây. Thế là bảo là toàn chúng cú nọ một lần nhá. Không có về đây. Anh nhá. Vâng, chúc anh sức khỏe nhá. Cũng vào chơi ăn nhiều lắm nhưng mà chẳng hay nói gì cho mấy đâu. Ok đâu. Vẫn chưa thử con nào đúng không? Chứ không thì anh em nó có hay nói này nói nhỏ nhưng mà không thì ăn ngon mà. Còn ở đây cứ ẩm thực kia. Chiến em nó. Rồi, anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Sức khỏe nhá. Mời anh em nhá. Úi giời ơi, lên. Hai ba đô. Mà cho nó sẽ đi ly. Đây là xà màu in làm em. Sợ đang tập ăn đấy. Ai cả cái nhỏ. Ai bên này có hai cánh kiểu kiểu Lâm Hải các anh. À có cặp pia đây Lâm Hải. Đúng rồi. Mời em nhá. Chia lên nó. Cắt đơn lên trên cành. Sụp sụp luôn. Ăn, cho anh đi thông đi. À chờ, đúng rồi, cho anh đi thông trước đi. Ơt bạc. Đúng rồi. À. Ơt con ơt à. Ai. Anh em thì không muốn ư đâu nhưng mà nó ngon.
anh em cứ bảo là sao anh em ấy à, nhưng mà nó ngon ra phải đưa chú anh đi chơi. Dù anh lại lịch trình lại đi bên khác chăm em mới. Đưa cho anh em đấy. Chủ quán này chắc ăn nhiều rồi, cho anh Khửn đi. Ơi đi anh, tỏi đi. Ba ở đây, tỏi đây rồi. Sao đòn đấy. Rồi cũng đến lượt ta đúng không? Ôi. Món này thôi. Tên là Khửn à? Khửn. Khửn à. Đây, quay cho anh em nha. Thường thường thì quay phim là thèm lắm đấy nhỉ. Thiệt anh nhiều. Anh em quay lúc bảo anh đây, ăn đây rồi cái nhóc. Thiệt nhiều rồi. Chưa thấy hư nhỉ? Bây giờ bắt đầu hư này, đang ngay. À. Cảm nhận ấy, kiểu vui, chưa tắm. Vui vậy không? Hụt kìa. Gà bỏng nhá, bỏng nhá. Đây, bắt đầu đây. Rồi, em thơm này mới hư to đấy. Mời tất cả anh em nhá, mời tất cả anh em cắt côn nhá. Em không quá lợi anh em này. Mà công thức anh đánh tuyệt vời đấy. Không có tí nước chân nào nhỉ? Ồ, ngon quá. Mời nhé. Nhai từ từ không có hết nha. Tiết canh ở dưới này là nhân nhiều. Nhưng ở trên đấy anh thấy nó đánh là... Quá ngon luôn đúng không? Tiết canh với nhân nhiều. Quá ngợi. Quá nghe thôi. Mời ra anh nhé. Ngon lắm. Bây giờ anh cái. Đây em bê ra. Phục mà biết việc. Ê, phục mà, phục việc. Để tất cả mọi người nha. Ngập mồm à? Ngậy nhỏ. Ngon. Giòn lắm. Tiết canh thì giòn à? Nhưng mà phải không như bạn ấy. Ờ, dạ. Rồi. Xin mời tất cả mọi người nha. Đánh đông cứng quá, cứng quá, khó nhai. Nó phải ướt ướt rồi mới mềm nhỉ. Ông trêu đấy nhưng mà anh đánh ok. Ok đấy. Hôm nay chưa chơi ai trộn pịa đâu đúng không? Tí đặc sản này mang đi nhỉ? Ờ, cho mang đi. Tiết canh pịa luôn à? Tiết canh pịa luôn. Bạn nghĩa vừa mặt tư không biết nhờ. Xin mời những ai ăn được tiết canh pịa nhá. Đúng rồi, chuẩn tiết canh pịa là nó đi. Nó vừa đắng đắng ngọt ngọt. Nhất vào đất luôn. Ok. Giờ về vợ nhá ơi. Về món này đi. Cả về tối là cứ be be cả đêm. Đồng nhá. Nhưng mà thế nào mà tôi thấy bạn nói như kiểu là cúng ấy. Nào đây tối nay là về với mặt trời. Kiểu hóa vàng mà biết là mình hay về bữa tối nay là để nộp thuế. Quay. Đây là phần cà dê. Chủ quán ấy gọi thế chứ nhở? Anh em mình mình giới thiệu anh em Hòa nhé, sinh năm 85. Hòa sinh năm 85. Hòa Hảo nhé. Hòa, vâng ạ. Phú Thọ mình không bao giờ thua. Không bao giờ thua. Xã Việt Nam luôn. Anh Quyền là một trong tín đồ ẩm thực ở Yên Lập Phú Thọ mọi người nhé. Tổ vào làm gì, ăn uống cái gì nhạc chạy. gọi là nhạc nào cũng chạy, nhưng cũng nhảy. Anh Quyền mà anh Quyền hay theo dõi kênh mà anh Quyền pịa. Người ta ăn thì không, người ta ăn thì ăn ăn cả cục nhưng anh lại phải giã ra đấy. Cho nó giã đông ấy. Cơ bạc bài dâm. Đủ. Đây cộng thêm trộn thêm cái cái pịa. Mời anh em nhá. Chia ra đó. Hôm nay còn cả dê nữa, tối còn hai anh em mình quá ngậy đúng không anh? Hả nhỉ? Đúng rồi. À, thông thông chứ. Chú bà thông. Cú bà thông. Ngọt lắm anh em ạ. Lâu lâu mới gặp em. Quá ok nhỉ anh nhỉ? Lâu lâu em mới ngồi này ăn đang... cái canh trộn quyện thì mới thấy là nó sướng. Nó thêm vị ngâm ngâm nữa. Ngâm đắng. Ngâm đắng. Lại còn ngọt đấy chứ. Chủ quán có vẻ thích chơi chim nhỉ? Thích chơi chim với các bạn, đây là nuôi rất là nhiều chim. Ở đây thì hình mình thấy có khiếu đen này, vẹt này, vàng anh, vẹt, rồi là ở dưới này có chim cả chim cút này. Đó. Và đặc biệt là bên này mình thấy nhốt rất là nhiều các em chiến kê. Chiến kê sọc xả ớt. Ba em chắc là hàng này hàng khủng đấy. Đây là mình. Bác Hường nhỉ? Dạ trời. Này mà xào xả ớt nhờ anh. À đây anh chủ quán nhờ. Anh Hoa nhờ. Anh Hoa. À, đang bảo cái này. Đã dính đã cứ ơ. Anh đi ăn cứ ơ. Ăn rượu rồi, nhưng mà nó dính đã cứ đấy. À.
anh em thì vui đúng không? Có ngày gặp lại. Vâng vâng. Chim nhiều nhỉ anh nhỉ? Ok anh, vâng ok. Ok anh nhá. Vâng, chào anh nhá. Qua đây sập cửa đi. Kéo cửa anh ngồi bạn.